Ngày 16 tháng 12, lãnh đạo Công an xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm ông LVT, 67 tuổi, thường trú tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, bị nước cuốn trôi khi lội qua sông Bánh Lái để vận chuyển cây keo giống lên dãy. Theo Công an, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông T cùng một người khác vận chuyển cây keo giống vào dãy, khi qua sông Bánh Lái thì ông T bị nước cuốn mất tích. Nhận tin báo, Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Mỹ Tây đã tổ chức lực lượng cùng nhân dân tổng cộng gần 100 người tìm kiếm ông T, nhưng đến 13 giờ 30 phút cùng ngày vẫn chưa tìm thấy. Ông Phạm Nguyên Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ Tây, cho biết khu vực mà ông T lội bộ qua sông có mực nước tương đối cạn. Tuy nhiên do nạn nhân bất ngờ bị sụp vào hố, sau đó trượt chân nên bị nước cuốn trôi. Ông Vũ nói, người dân địa phương ở đây vẫn thường xuyên lội bộ qua lại hai bên bờ sông Bánh Lái để phục vụ việc sản xuất. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường ở thượng nguồn, nhà máy thủy điện chạy máy nên địa phương vẫn luôn tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về việc đảm bảo an toàn khi di chuyển qua lại khu vực sông này.